Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Mọi người về kênh mình. Thì trong cái clip ngày hôm nay mình có hai con máy cần phải phục hồi lại nha. Hai con máy này của anh kia vừa mới gửi qua thì do nóng giận nên đập các bạn nha. Nên bây giờ anh gửi mình phục hồi lại. Một con là S11 Pro Oppo và con này là Vivo Y15 các bạn nha. Vivo Y15, Y15 thì là Y15. Máy Y15 đúng rồi Y15 các bạn nha. Ban đầu khách nói là Y91C nhưng không phải đâu, mà là Y15. Y15 thì nó mới có cái logo phía dưới và cái đèn LED nó thì nó hơi nằm ngang. Còn mấy loại Y91 thì cái logo nằm trên đây. Thì ở đây thì máy này nó nặng hơn con F11 Pro. Con máy này thì nó cong sườn rồi nha, nó cong sườn và nó hở cái vỏ luôn rồi, mất cây sim. Còn F11 Pro thì các bạn thấy là cái khung sườn nó vẫn còn lành lặn nè. Và ở đây thì mình cắm sạc thử thì thấy hai con máy, cả hai con đều êm ru, không có rung gì cả. Thế là không có rung. Thường là những con Oppo, những con Android này, khi mà chúng ta cắm sạc vào nó sẽ rung một cái. Nó sẽ rung một cái, hoặc là khi chúng ta bấm khởi động nguồn thì nó sẽ rung nhẹ. Hoặc là những cái màn hình LCD này nè, thì khi mà chúng ta cắm sạc vào nó có thể lên đèn chớp 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 này nọ, cho dù nó đã bể màn hình rồi. Chỉ có màn hình AMOLED hoặc OLED này nọ thì khi mà nó bể thì nó đang thui luôn. Con Y15 này cũng vậy, Y15 này cũng im thinh thích, không có một cái động tĩnh gì hết. Thì không biết là cái men này nó còn ok không. Như là mới phát ra tiếng nè. Đúng rồi, cái con này vừa mới phát ra tiếng bạn, thì con này còn sống nè. Nó không có rung nhưng mà phát ra tiếng, là nghĩa là máy này vẫn đang khởi động nguồn. Nó vẫn còn đang có nguồn trong máy rồi. Còn con này thì không biết sao thì em ghe. Thì trước tiên là mình sẽ bắt đầu mình mở máy ra. Ở đây thì chúng ta không cần mở ốc vít các bạn nha. Con Vivo Y15 này chúng ta chỉ cần mở luôn cái nắp lưng này ra là được các bạn nha. Ở đây nó hở sẵn rồi nên mình sẽ mở luôn. Đây, nó cũng đơn giản thôi, không có cầu kỳ cả. Chúng ta mở nhẹ các bạn nha, tại vì nó có một cái cọng dây vân tay nằm trên vỏ đó, chúng ta mở nhẹ ra để không nó đứt cái dây vân tay. Đây, chúng ta lật nhẹ ra. Các bạn thấy là ở đây nó cong ha. Ở đây thì khách nói là thôi sửa giá tiền nhẹ nhẹ thôi, thì thay đồ linh kiện với lại coi cái nào tận dụng lại được thì tận dụng á, cho nên mình sẽ cố gắng coi cái sườn này coi nó có thể nào uống lại được hay không. Nếu uống lại được thì mình sẽ tiến hành uống cái sườn này lại để đỡ tốn tiền mua cái sườn mới bạn ha. Với lại cái Vivo Y15 này mình đã có từng sửa một lần rồi. Và đi mua màn hình thì có, nhưng mà cái lưng á, cái sườn á thì không có bán, cho nên mình chỉ sợ con máy này không có sườn để mua đâu. Cho nên chúng ta cố gắng ta uống lại cái sườn. Ở đây thì mình đang tháo mấy con ốc của cái socket, ốc của cái nẹp bắt socket lại á, để chúng ta lấy cái cục pin ra. Ở đây là chắc là phải mở hết miên cái cụm này ra luôn nè. Nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ mở cái phần nẹp của cái thằng vân tay, để lấy vân tay ra trước đã. Giờ chúng ta mở hết ốc vít ở trên cái phần nẹp này luôn rồi nha. Những cái hãng này, Vivo rồi Oppo nọ, nói chung là nó cũng cùng một công ty chính thôi. Nó làm nhiều hãng để nó dễ bán hàng thôi, chứ thực sự nó cũng chỉ là một cái công ty mẹ đẻ ra thôi, chứ không phải là của một cái hãng riêng biệt nào hết trơn các bạn nha. Bạn nào trong nghề sẽ tự hiểu, tự biết. Tức là thể tháo cái nẹp này ra bạn ha. Và dùng vít ta mở cái nẹp nhẹ nhẹ ra. Các bạn lưu ý là khi nẹp mở thì chúng ta mở nhẹ lên để nó văng ốc vít mất tiêu hết ha. Đó. Thì tiếp tục chúng ta sẽ mở pin trước tiên các bạn nha. Chúng ta sẽ cách ly nguồn điện trước nè. Đây mình sẽ mở pin ra trước. Đó. Tiếp tục nữa thì mình sẽ mở những cái socket này, là socket dây nút nguồn nè. Dây nút nguồn, dây âm lượng. Rồi bây giờ mình sẽ mở pin các bạn nha. Chúng ta sẽ mở cái keo trắng này nè, mở cái keo trắng ở hai bên này ra. Rồi chúng ta giật cái keo xanh lên, cái tay ngón tay út ta tì đây nè. Này ta kéo lên. Tất cả các dòng máy Vivo, Oppo đều nó có thiết kế dán pin kiểu này để chúng ta mở ra rất là dễ, không có giống như thằng Huawei hoặc là Redmi nó dán ở dưới chết luôn, rất là khó gắn tháo ra. Mỗi lần tháo ra là pin nó móp méo, nó hư hết trơn à. Rồi thằng này mở ra rất là dễ. Tiếp tục nó sẽ mở cái luôn cái keo trắng này ra rồi nha. Để người ta lấy được cái cọng dây cáp màn hình này nọ đó. Rồi thì bây giờ tiếp theo nữa mình sẽ tiến hành mình mở cái dây màn hình ra. Đây là dây màn hình rồi nha. Còn đây là dây socket nối từ main lên bộ phận chân sạc, loa, micro. Ở đây mình sẽ tháo cọng dây anten wifi ra nè. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ lấy cái men ra luôn cho các bạn để chúng ta tiến hành ta uống cái sườn này nọ lại.
men thì nó sẽ có một cái g, thường thì lúc nào cái men nó cũng có cái g để nó giữ lại đó, chúng ta sẽ coi kỹ nha. Đây nó còn một con ốc màu đen nè đó, khi mà các bạn sửa cái men, muốn lấy cái men trong cái máy ra thì bạn phải coi kỹ coi bên trong men nó còn ốc chích gì nọ hay không, để chúng ta mở lên nó không có bị cấn lại, nó gãy men hoặc là nó hư men này nọ các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ mở lên từ để coi nó có vướng ở đâu không. Đây lên luôn các bạn ha. Đây nó ở đây nó có một cái móc nè, nó móc lại nên nó hơi vướng lại xíu, chúng ta gỡ ra. Đây bạn. Ở đây thì các bạn thấy là cái men này nó cũng hơi cong nhẹ, có dấu hiệu hơi cong nhẹ. Nó hơi cong nhẹ tí xíu nè bạn. Đây nó cong. Thì nó cong nhẹ tí xíu vậy thì không có vấn đề đâu, thì máy nó vẫn hoạt động được bình thường, trừ khi nó xui quá thì nó hư thôi. Chúng ta để qua một bên. Đó thì tiếp theo nữa chúng ta tiến hành tách cái màn hình ra nha. Ở đây thì thường màn hình chúng ta sẽ dùng máy sấy tóc hoặc là máy hấp nhiệt để chúng ta hấp cho cái keo nó lỏng ra, nhưng mà ở đây cái màn này nó đã bung ra rồi nên chúng ta cứ tách ra thôi. Nó đã bung sẵn thì ta tách ra. Các loại màn hình LCD này thì nó rất là dễ tách ra bạn, nó ra nguyên khối luôn, nó không có kiểu như giống như màn OLED hoặc AMOLED đâu. Khi mà tách ra nó sẽ miễn chai, nó gớt tùm lum la, nó rất là dính lại luôn. Còn thằng này thì nó ra là ra luôn nha. Đó, nó ra là ra luôn nguyên bộ nó nè. Tại nó có một cái nẹp màn hình phía dưới, nẹp bằng sắt á. Cái đó gọi là cái dĩ sắt rồi nha. Khi nó ra luôn nguyên cụm. Còn thằng AMOLED á, thì nó sẽ có một cái miếng đồng, có miếng đồng ở phía dưới màn hình, thì cái lớp đồng đó thì nó sẽ dán keo lên cái sườn máy á, cho nên khi mà các bạn tách ra nó dính cái lớp đồng lại và cái màn hình nó dính lại, nó rất là dơ. Khi mà chúng ta mở ra, chúng ta vệ sinh thì chúng ta tiến hành ta nạy bỏ mấy cái miếng miễn chay nè, đó, cho nó sạch hết mấy miếng chay này. Để làm gì? Để khi mà các bạn lát nữa các bạn uống giỏ hay nọ, các bạn cầm nó không có bị đứt tay. Chúng ta sẽ thử uống lại, nó được thì chúng ta uống lại, còn không được nữa thì phải kiếm cái giỏ khác. Thì thường đây là cái này gọi là cái sườn benzen mà nha, cái sườn benzen này nó rất là giòn luôn, cho nên là khi mà chúng ta uống nó rất là dễ bị gãy làm đôi. Cho nên chúng ta uống được thì uống, còn uống được thì chúng ta phải mua cái mới rồi nha. Trong quá trình uống thường nó gãy nhiều lắm. Ít khi nào mà còn nguyên. Đây còn miễn chai nè. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình uống lại các bạn nha, coi được hay không nha. Mình uống nhẹ rồi từ từ lại để cho cái sườn này nó tận dụng lại. Đây nó cong cái đoạn này nhiều nhất nè. Thường ở mấy đoạn này mà uống thường nó gãy cái gốc luôn các bạn nha. Đây người ta sẽ dán cái socket nó xuống này nó gọn nè. Cái chỗ này nó rất là dễ gãy luôn, nó giòn lắm. Thì đây mình uống thôi, được hay không còn được thì phải mua thôi. Nó thẳng bên đây được từ từ các bạn nha. Các bạn thấy lên cái thẳng từ từ nè. Cái này nó làm cái chất liệu giống như là sắt không ra sắt, mà cái nhựa cũng không ra nhựa, nó làm cái chất liệu gọi là cái gì đó mình không biết. Nói chung là nó giòn lắm. Nó cong, chỗ này cong nhiều quá nên rất là dễ gãy luôn nè. Bây giờ mà đang uống làm cái bóp một là tức mẩy lắm các bạn nha. Đây nó cũng bắt đầu thẳng dần dần rồi nè, thì nó chỉ còn một đoạn này nữa thôi. Đây nó thẳng này dần các bạn nha, chút xíu nữa thôi, nó nằm cho góc này nè. Cái góc này cái thế nó rất là khó uống, tại vì cái chỗ này nó có một cái phần nhô lên nè, nó rất là khó uống lại. Rồi nói chung là nó đã tạm ổn rồi nha, khá rồi đó. Thì cái này là chúng ta đã bị cong rồi, đồ đã bị cong rồi, chúng ta tái chế lại thì nói chung là nó chỉ được tạm ổn thôi, chứ mà kêu mà đẹp hoàn hảo thì chỉ có mua mới thôi ha. Ở đây thì các bạn thấy là cái chiều này nó hơi dẫn xuống nè. Cái chiều này dẫn xuống, còn cái chiều này dẫn lên nè. Chúng ta phải bẻ chỗ này lên nè. Đó, bẻ chỗ này lên chút xíu, bắt đầu nó hơi giòn, thấy không? Nghe bóp nè. Không sao đâu. Đó, bây giờ chúng ta bẻ theo cái chiều cong này nữa nè. Bẻ lên nè. Đó, người ta coi nha. Ta nhìn từ trên này nhìn xuống nè, bạn thấy là ở đây là đều hết nè. Còn bên đây bắt đầu nó dẫn xuống nè, chúng ta phải đưa lên. Đó. Nó phải bẻ lên đây gì nè, bạn hiểu không? Đó, cho nó đều hết thì khi mà ta vô màn hình bắt đầu nó đều ở đây, các bạn nhìn thấy nó đều nè, đều từ trên xuống dưới nè ha. Rồi ok, như là cái này chúng ta đã tận dụng lại được cái sườn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ gáp cái men lại. Thì khi mà sửa chữa thì không phải lúc nào chúng ta cũng
mua mới hết các bạn nha. Chúng ta nhóm nào mà tận dụng này được thì nó tận dụng, là không phải cái gì cũng mua mới. Tại vì không phải cái gì cũng có thể mua mới được các bạn nha. Không phải lúc nào nó cũng có đồ để mua đâu. Có những cái đời máy không có đồ để mua luôn đó, cho chúng ta phải cẩn thận. Các bạn thấy là khi mà chúng ta đã uống cái sườn lại thẳng rồi thì bây giờ cái men nó lại nó vên lên, các bạn thấy không đây nè. Cái chỗ này cái men nó vên lên nè. Bạn thấy không, nó vên lên nè, nè. Đó thì chúng ta bắt ốc xiết nó xuống lại. Ta xiết vừa đủ thôi bạn nha, xiết quá thì nó cũng không nên. Đó, cho cái men nó thẳng lại, ép nó lại. Thấy bạn. Đó thì bây giờ cái sườn của ta đã thẳng lại, ok rồi. Đó, ngon lành. Đây, gắn cái dây anten lại nè. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là chúng ta có thể tận dụng lại cái sườn cũ rồi, thấy không? Chúng ta không cần mua mới đâu. Thường cái sườn này là còn đẹp đó. Thường một số cái sườn này mình uống lại xong nhìn nó xấu tệ lắm kìa. Nhưng mà cũng phải gắn làm cho khách, tại vì không có đồ để thay đó. Bắt buộc phải gắn tận dụng lại rồi dán keo này nọ lại rồi làm cho nó được cái xíu. Bạn nào mà đã theo dõi clip mình thường xuyên thì cũng biết được rồi. Không phải cái sườn nào uống nó cũng đẹp được gì đâu. Cái cọng dây này thì lúc nãy thì nó vừa tới chừng chúng ta tháo ra gắn lại thì thấy đầu nó hơi thiếu dây tí xíu, nhưng mà nó vẫn vô nè, ok nè. Đó. Thì cái này lát nữa chúng ta ra ngoài ta mua màn hình ta ốm vô ta biết được kết quả thôi. Trước tiên thì mình sẽ gáp vô lại để đây, lát nữa ra mình mua linh kiện gáp vô. Đó. Đấy bạn, thì nói chung là nhìn ok đó. Đó. Cố gắng chỉnh cho thằng này đưa lên xíu là được nè. Bây giờ thì nhìn như vậy đó, khi mà các bạn đưa màn hình vô rồi thì nó sẽ khác hẳn đây. Đưa màn hình vô rồi thì nó sẽ thấy ổn hơn à. Nó hơi cong ở điểm này tí xíu, nhưng mà vậy là ổn rồi. Đó. Đưa màn hình vô thì nó sẽ khác thôi, tại vì cái màn hình nó cứng đó, nó sẽ định hình lại cái phần cái sườn máy này thôi, không gì cả. Rồi, tiếp theo là tới cái con F11 Pro rồi nha. Con này thì chúng ta muốn mở nó ra thì chúng ta sẽ mở cái nắp lưng nè. Mở cái nắp lưng. Thì ở đây nếu mà thường nó chưa hở sẵn thì mình sẽ dùng máy xé tóc hấp cho nó nóng lên. Còn ở đây thì mình thấy cái nắp nó đã hở sẵn rồi, mình sẽ dùng con dao nại để mình tách ra luôn à. Đây. Cái con này hình như là nó đã từng có qua sửa chữa một lần rồi, đã từng tháo ra để mà dán nắp lưng lại rồi các bạn nha. Cho nên cái nắp lưng này nhìn vô là biết liền à. Nhìn vô có cái keo E8000 đó thì nó khác. Còn thường cái keo gin nó là cái keo gon màu đen. Đó, chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta biết được cái máy đã qua sửa chữa rồi. Đấy bạn. Đây là cái lớp keo keo gon đó là keo gin này, còn đây là cái lớp trắng trắng là cái keo E8000 thợ sau này người ta dán vô. Ở đây các bạn thường nếu mà máy zin thì nó sẽ có cái tem dán trên đầu ốc, các bạn thấy ở đây không có con ốc nào có tem nha. Ở đây thì ốc thiếu hai con nữa nè, ba con ốc nè. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mở ra, chúng ta sẽ mở hết này. Cái máy này không biết là có qua thợ sửa rồi trả về hay không, mình không biết. Chỉ sợ là máy đã qua thợ sửa rồi người ta trả về nó sửa không được thì nọ đó, thì nó mới có dấu hiệu rồi là thiếu ốc chích như vậy. Mình đây mình chỉ hy vọng là cái máy này trước kia giống như là người ta đã từng thay màn hình một lần rồi, bây giờ khách đọc thôi, khách mang qua luôn thì đỡ, thì mình ta sửa được. Còn nhiều lúc khách đã đem đi chỗ khác mà làm không được rồi trả về rồi họ mang qua đây á, thì chúng ta cũng bó tay luôn. Ốc vít thì nó rất là nhiều các bạn nha. Thường mấy con mà đã bị dán keo đè lên con ốc rồi thì người ta tháo ra nó rất là khó. Tháo ốc ra cực kỳ khó luôn. Cái con này thì cái camera nó trượt lên rồi nha, camera trước trượt lên. Phải tháo ốc vít ra. Cái con này cảm giác như ốc nó tuôn sao các bạn nha, mình mở ra nó tuôn ốc không à. Nó không có ra ngon lành. Bạn nào có nhu cầu sửa máy thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0772 659 691 nha. Thời gian làm việc từ
10 giờ sáng đến 6 chiều nha các bạn. Và chủ nhật thì mình nghỉ để mình đi quay clip ở ngoài đường. Chủ nhật mình dành thời gian mình nghỉ để mình đi ra chợ ve chai, mình quay cảnh này cảnh nọ đó cho mọi người coi, xen kẽ vô. Chứ mình không đi quay gì nọ thì mình cũng làm chủ nhật luôn, đi kiếm thêm. Tại chủ nhật thường người ta rảnh rỗi, đi sửa máy nhiều hơn chứ. Ở ngoài chợ ve chai thì chủ nhật thì nó đông đúc hơn, người ta quay nó đẹp hơn. Cái máy này trước đây đã từng thay màn hình một lần các bạn nha. Tại ở đây nó có cái dấu keo nè, đây nè, bạn thấy không? Keo nè, keo dán màn hình nó lòi ra nè. Ok, mình sẽ tách cái lưng ra các bạn nha. Chúng ta tháo khay sim ra các bạn nha, tại vì không lấy khay sim ra thì sẽ không lấy được cái lưng ra đâu. Lấy khay sim này. Cái con này thì cái lưng nó cũng tựa tựa giống con Oppo F9 vậy đó. Xài cái lưng chỗ này nè. Đây chúng ta sẽ mở cái nắp này lên các bạn nha. Mở nắp này lên để chúng ta mở cái socket camera ra. Rồi. Đây là cái bộ camera cơ của nó các bạn nha, camera bộ cơ của camera nè, motor. Motor để kích hoạt cho cái camera trước này nó nhảy lên nhảy xuống nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái vân tay ra trước nè. Để nó tòng ten ten nó sẽ đứt. Tiếp tục nó tháo pin ra các bạn nha, đây là tháo pin ra nè. Tháo pin ra. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại và mình sạc thử nó rung không nha, tại vì nãy nhiều lúc nó đã còn nguồn á. Con này mình sạc thấy nó không có rung các bạn nha, không có rung gì hết. Giờ mình sẽ thử khởi động nguồn thử coi nó rung không. Hy vọng trong hai con này đừng có hư hết hai con, con được một con sửa được. Không có rung gì hết trơn rồi nha, thì giờ chỉ có cách là gắn màn hình vô thì chúng ta mới biết được. Con này đã từng tháo ra sửa hết trơn rồi. Pin là người ta tháo ra sẵn rồi nên rất là dễ mở. Thì tiếp tục nữa mình sẽ mở màn hình ra nè. Đó, qua đây mình cũng mở màn hình ra như con lúc nãy luôn, tại vì ở đây nó đã bung hết trơn rồi, chúng ta không cần phải hấp hoặc sấy lại nha. Đây, màn hình linh kiện, màn hình đã qua thay thế rồi bạn nha, cho nên keo rất là dễ mở ra. Ở đây chúng ta giữ lại cái lưới lo này bạn nha, để sau này khi nó thay màn hình mới vô, chúng ta gắn lưới lo này vô. Ok, thì bây giờ chỉ còn cách là chúng ta mua màn hình, đi ra ngoài tiệm linh kiện chúng ta nhờ lấy cái màn hình để chúng ta gáp vô rồi chúng ta test nó biết được là máy này còn sống hay không các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta không biết được, tại vì chúng ta cắm sạc thì nó cũng không có lên, kích nguồn nó cũng không lên. Thì bây giờ thử trước đi. Thì giờ mình sẽ thử cấp nguồn nó thử rồi nha. Bây giờ mình sẽ kẹp để mình cấp nguồn vô để mình coi máy còn lên hay không, không cần sử dụng màn hình. Thì đây mình sẽ kẹp vô một cái miếng đồng của nó các bạn ha, à không, một miếng sắt của nó. Kiếm một chỗ nào chúng ta có thể kẹp cái chân này vô nè, chân mát vậy nha, này là gọi chân mát, chỗ nào mà nó dễ kẹp. Ở đây thì kẹp không tới ha. Tại vì mấy chỗ này nó không có điểm để chúng ta kẹp. Nó không có điểm nào để chúng ta dễ kẹp hết các bạn. Ở trên đây cái lo này không biết là kẹp được không thì không biết. Rồi kẹp đó đi. Ủa nó búng ra. Tại này nó không có điểm giữ lại á. Nó búng ra. Ok, giờ mình sẽ chậm vô cái chân pin đó các bạn nha. Bên đây thì không đúng chân nó rồi. Bên đây đúng chân nó nè, bây giờ mình sẽ khởi động nguồn thử các bạn nha. Để mình coi cái trên máy cấp nguồn mình nó có báo gì không.
Con này ở trên máy cấp nguồn mình nó có báo gì hết trơn vậy nha, nó không có báo là máy đang khởi động gì cả. Bấm nó khởi động em ghe à. Mình nghi là nó chết men quá các bạn à. Chứ thường mấy con này nó mà còn sống nó cắm sạc vô nó rung nhẹ cái liền à. Đây thì ở trên máy cấp nguồn mình nó em ghe nó không có báo gì hết các bạn ơi. Thì mình nghi là con này bị chết men đó. Thì lát nữa mình ra mình là kiếm màn hình mình lắp vô thì biết được liền ngay cái khắc à. Ok, chúng ta tiếp tục các bạn nha. Thì mình đã mua được màn hình về để mà lắp cho cái con Vivo này rồi. Thì đây chính xác là Vivo Y15 nha các bạn. Và trong hai con này thì chỉ lên được cái con Vivo Y15 này thôi. Còn cái con F11 Pro thì không có lên rồi nha. F11 Pro như mình dự đoán ban đầu thì nó không có lên rồi. Nó bị vấn đề gì đó trên main đó. Thì đã lắp màn hình mới vô và cắm sạc này nọ thì nó vẫn không có lên gì cả. Thì máy này chúng ta trả về rồi nha, tại men nó bị vấn đề đó trên men rồi. Đây lồng này nọ móp quá nè đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cho con xong cái con Vivo này. Thì máy móc hôm nay nhận về cũng nhiều đó. Hôm nay có con Oppo nè đó mới nhận nè, rồi một cặp này mấy con này nè đó, ba con cái một chủ, rồi một con 5S nữa nè, mới nhận nữa nè đó. Nhiều cũng đỡ, máy này mới nữa nè, mới vô nè, đang test. Thì nói chung cũng lay gai cũng đủ sống qua ngày các bạn nha, chứ không đến nổi, tại vì mùa mưa tới rồi mà làm nó cũng quẩy quẩy. Ok, thì mình sẽ dán hình lại bạn. Đây thì màn hình thì đã vệ sinh miễn chai hết rồi, cái khung này đã bị nhiễm chai hết rồi. Thì tiến hành nó dán. Ở đây nó là cái con mắt tiệm cận này, nên chúng ta sẽ không có dán keo tới đó, mình ta chỉ dán ở đây thôi. Đó, ở đây thì cái viền này là nó là viền rất là mỏng, cái phần thịt nó rất là mỏng, nên chúng ta cố gắng đi cái kim nhỏ nè. Chúng ta mua cái chai keo E8000 mà loại chai nhỏ như mình nè, đó thì chúng ta mới đi được trên viền, tại cái kim nó nhỏ. Còn cái chai lớn thì cái kim nó to, thì các bạn sẽ không có đi được trên viền này, đi khó lắm. Còn cái kim nhỏ này thì chúng ta có thể tì vào trong cái đường viền đó, bạn ta bóp keo chúng ta đi. Và các bạn lưu ý cho mình là cái keo ở trên đường viền này thì nó không đủ dính để mà nó hết màn hình lại đâu. Xài vài hôm nó nóng cái màn hình lên là nó sẽ bung keo rồi. Cho nên các bạn lưu ý cho mình là nên đi keo ở dưới thêm một cái nữa nha. Đó là mình sẽ đi keo dưới viền này một cái nữa nè. Nó để cho nó bảo đảm. Chứ không là các bạn xài vài hôm nó nóng cái màn hình lên là nó sẽ tự bung cái keo E8000 lên thôi. Đây nó đi keo thêm đường ngang này nữa nè. Và bạn lưu ý là ở phần đoạn này nè, các bạn đừng đi keo dưới đây nha. Tại dưới đây nó sẽ có cái mạch của màn hình đó. IC nọ dưới thì cái keo E8000 này thì cái bản chất nó sẽ có nước á, cho nên nếu mà các bạn đi keo dưới đó thì nó sẽ lem cái keo lon nước vào trong mấy cái mạch này nè, mấy con IC này sẽ làm cho cái màn hình bị chết cắm ứng hoặc là bị liệt màn hình. Chết cắm ứng là liệt màn hình là một đó, là nhiều lúc nó bị cháy IC đèn này nọ, nó không có lên đèn màn hình nha các bạn. Cái máy chúng ta lên nguồn mà không có lên đèn đó là chúng ta coi chừng cái vấn đề đó. Vấn đề là anh em bị rất là nhiều luôn nên mình chia sẻ. Ở đây thì mình sẽ không có dán keo ở dưới pin bạn nha, tại keo của máy vẫn còn rất là dính nè đó, nên mình sẽ để pin vô là tự động hết lại. Đây mình sẽ khởi động lên bạn coi. Đây bạn lên máy nè đó. Ok, thì giờ chúng ta sẽ bắt cái nẹp lại nha các bạn. Thì như mong muốn ban đầu mình thì trong hai con phải sửa được một con thì nó cũng đỡ đó. Có sửa được thì có tiền xài, nói chung là vậy đó các bạn, có sửa được có tiền xài là cái nhất. Cái thứ hai là khách họ đem vô như vậy nhiều cái như vậy, mình không sửa được cái nào luôn thì nó cũng thấy kỳ kỳ đó. Sửa được hết thì nó cũng mừng cho anh ta, còn sửa không được hết thì sửa được một cái cũng đỡ đỡ thất vọng các bạn, hiểu không? Hello. Đó. Nghe nè. Con vô 15 với con Oppo à. Chứ con 15 rồi. Con bộ chết men rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái vỏ vô các bạn nha. Con 15 lên đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ lắp cái vân tay trước rồi chúng ta mới lắp có cái nẹp. Đúng rồi. Đây, lắp lại cái nẹp này để lỡ mà máy nó có gớt này nọ thì nó không có xúc cái dây xíu anh có qua thì qua. Ăn hai á. Đang sửa này. Rồi xong các bạn nha, chúng ta có thể up lại. Đây sau khi mà chúng ta phục hồi lại thì nhìn cái máy nó rất là ok rồi nha, hấp dẫn, đẹp như ban đầu, cũng long lanh len keng chứ không có phải xấu hở sườn rồi cong quanh này nọ bạn ha.
đó, nó cũng đẹp bình thường thôi. Chúng ta chỉ cần tỉ mỉ tí xíu làm cho nó kỹ, uống lại nọ lại, tận dụng lại những cái đồ cũ của nó. Ok, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ gàn cái thun lại rồi để cho nó khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nó sẽ khô keo rồi nha. Khô keo màn hình thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Ok, thì cái video của mình sẽ kết thúc ở đây các bạn nha. Các bạn mà thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình nha. Chào tạm biệt các bạn.